Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Nếu như mọi người thường xuyên theo dõi kênh thì sẽ nhận ra kênh giới thiệu rất nhiều hệ thống nhà khung thép kết hợp với sàn bê tông nhẹ. Và một trong những cái sàn phổ biến mà Nhà Vui giới thiệu rất nhiều đó là sàn bê tông nhẹ T-Block với rất nhiều các cái ưu điểm về kinh tế, về độ đặc chắc cũng như về tính an toàn khi sử dụng. Trong số này thì Nhà Vui muốn mời mọi người ghé thăm nhà máy sản xuất các cấu kiện của hệ thống sàn T-Block này. Xin mời mọi người. Hôm nay tôi mời mọi người cùng ghé thăm cái sản xuất để mục sở thị việc mà họ tạo ra các cái sản phẩm này tại nhà máy nó như thế nào. Cái sàn bê tông nhẹ T-Block được cấu tạo bởi hai thành phần chính, đó là các viên block được ép từ máy với kích thước 530 x 200 x 120, có cấu tạo các lỗ rỗng để làm giảm tải trọng của sàn. Thành phần thứ hai đó là các thanh dầm ứng lực tiếp với thép cường độ cao, có tạo hình chữ T và chiều dài thanh dầm này tối đa là 5m. Đây là khu vực bãi tập kết các cái vật liệu trong quá trình sản xuất. Trước mặt chúng ta đây là các thanh dầm cường độ cao, cấu tạo hình chữ T. Đây là các viên block. Khu vực tập kết đây là đá cấp phối cho việc đúc dập. Băng chuyền đúc dập với góc độ này. Tôi sẽ dẫn mọi người ra thăm vị trí căng tháp. Đây là phần khuôn của dập. Khu vực này chính là cái khu vực đúc dập. Dập này sử dụng hệ thống thép ứng lực trước. Và đây là cái khu vực đầu neo. Có hai dây chuyền của nhà máy thực hiện cái công tác đúc dập này. Rất dài. Khi dầm đạt cực độ thì các cái đoạn dầm sẽ được cắt theo chiều dài. Ở đây chính là các cái phần hai. Đây là toàn cảnh cái phần bãi tập kết vật liệu thành phẩm. Các cái phên thép cho cái công tác độ mù bê tông phần bê thép. Còn đây là các thanh thép
cân độ cao được bố trí ở trong cái phần dầm. Thùng thép có cấu tạo ra cửa để đạt cường độ cao hơn, bố trí cho cái phần thép căng trước trong thân dầm. Còn đây là cái phần bổ sung chống dầm để tạo các cái móc treo phục vụ cho cái cầu lắp thi công cũng như liên kết với cái phần phên thép phía trên. Nhà máy đặt cạnh khu vực đồi núi, các thanh dầm đã đổ tải rồi, đang chờ chuẩn bị cho quá trình chuyển tới công trường. Sẽ có hai cái loại dầm cơ bản, đó là dầm có 3 sợi thép và dầm có 4 sợi thép. Tùy theo chiều dài của dầm và bố trí số lượng thanh thép. Đây là các cái thành mấu neo sẵn neo lên để cho có thể công tác cổng lắp cũng như việc liên kết với phần bên thép phía trên. Lỗ và các cái tai mấu gác ở phần dầm ti. Khu vực này là phần giá đỡ thì cạnh vừa mới đúc xong, cầu đang còn rất ướt. Block. Ta sẽ vào bên trong để xem công tác ép các pin block này như thế nào. Chúng ta đang ở trong khu vực đặt cái máy ép pin block. Ở phía ngoài thì cốt liệu được đưa vào. Theo băng truyền thì cốt liệu sẽ đi vào máy ép. Quá trình ép tạo ra các sản phẩm và cũng theo dây chuyền đưa lên khu vực vận thăng. Vinblock vừa mới ép xong thì màu sẫm, đây là màu của nước hoàn toàn tồn tại trong các Vinblock này. Sau khi ép xong thì các hệ thống băng truyền sẽ đưa các Vinblock này vào vị trí giá để phơi khô. Sau khi đặt cường độ cho phép thì sẽ được vận chuyển ra công trường tiến hành lắp ráp tại công trình. Như vậy là chúng ta vừa mới đi dạo một vòng xung quanh nhà máy sản xuất cấu kiện sàn bê tông nhẹ T-Block. Mọi người cần thi công cái sản phẩm sàn nhẹ này thì hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá và thi công. Ngoài ra các cái đội thi công muốn mua các cái cấu kiện này để về tự thi công thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được cái giá tốt nhất phục vụ cho quá trình thi công. Chúng tôi sẽ vận chuyển tới chân công trình và hướng dẫn mọi người
để có thể tự thi công được cái sàn này. Nếu như mọi người thường xuyên theo dõi kênh thì cũng để hình dung được các cái trình tự và các bước thi công. Nhà vui sẽ làm một cái số tới về quy trình từng bước thi công cái sàn này để mọi người có thể xem và có thể tự thi công được. Xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo.